Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, bão số 8 đang càn quét thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc gây ra ngập lụt lớn ở khắp mọi nơi, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt. Kính thưa quý vị, dường như Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng khi cơn bão số 7 vừa đi qua thì tiếp tục cơn bão số 8 lại tràn vào Trung Quốc đại lục, làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa, bị đứt gãy. Tất cả các cây cổ thụ ở hai bên đường tại thủ đô Bắc Kinh bị đánh đổ sập và mọi nơi đều bị ngập chìm trong biển lũ. Người ta cho rằng nhân quả báo ứng đang tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay để trừng trị Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới. Bởi trong thời gian vừa qua, Trung Quốc vẫn đem tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để xâm phạm nghiêm trọng vào bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây ra nhiều mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và hôm nay, mưa to, gió lớn, động đất lại tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, khiến cho giới chức cao tầng ở thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon ngủ không yên. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị theo dõi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc, hẳn quý vị cũng biết được một điều rằng hiện nay Trung Quốc đang liên tục hứng những cơn bão siêu mạnh, siêu to, siêu khổng lồ với sức gió giật trên cấp 12, 13, 14 và 15 liên tiếp đổ bộ vào nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, làm cho các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến bị ngập chìm và những ngôi nhà cao từ 3 đến 4 tầng thì hôm nay chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Đường đã biến thành sông và tất cả người dân đều phải tìm những nơi trú ẩn an toàn. Trung tâm dự báo khí tượng của nhà nước Trung Quốc cho biết mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới bởi cơn bão số 9 tiếp tục được hình thành từ đảo Hải Nam và trong 48 hoặc 72 giờ tới, nó sẽ tiếp tục tiến sâu vào đất liền ở thủ đô Bắc Kinh, gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Có thể nói rằng bão chồng bão, lũ chồng lũ, mưa chồng mưa, động đất và lũ lụt xảy ra nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc khiến cho ông Tập Cận Bình phải rơi nước mắt. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc bởi vì chính Trung Quốc để xảy ra đại dịch COVID-19 làm cho hơn 198 quốc gia trên hành tinh này nhiễm chủng COVID-19 và làm cho hơn 4,1 triệu người đã tử vong và Trung Quốc phải đền tội cho những gì Bắc Kinh đã gây ra. Chính vì vậy mà bây giờ, mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Chúa Trời nói rằng sẽ tiếp tục cho những trận bão lũ xảy ra cho tới hết năm 2023. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin dự báo thời tiết cho biết, năm 2021 Trung Quốc sẽ phải đón nhận tới gần 30 cơn bão. Còn nhớ năm 2020, Trung Quốc đại lục đã phải đón nhận tới 39 cơn bão tất cả và làm cho hơn 96 ngày đêm mưa to, gió lớn và tất cả các vùng miền Nam, miền Đông, miền Bắc của phía Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước lũ. Và năm nay dường như Trung Quốc sẽ còn gặp nhiều hạn hơn là năm ngoái. Thưa quý vị, tất cả nguyên nhân mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập xảy ra đối với Trung Quốc là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra mà thôi. Bởi vì hôm qua, tờ báo quốc tế phân tích rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên bố mạnh miệng khi nói rằng đuổi toàn bộ tàu chiến của Mỹ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Biển Đông, gây ra nhiều mối căm giận đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Hôm qua, tờ báo quốc tế cho hay, Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Nam của Trung Quốc cho biết một tàu chiến của Mỹ xâm phạm trái phép vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa và đã bị tàu hải quân của Trung Quốc xua đuổi. Và liên quan tới thông tin trên, thì tờ báo quốc tế cho rằng trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat của phía Trung Quốc, Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Đông của phía Trung Quốc cho hay vụ đuổi tàu chiến của Mỹ diễn ra cùng ngày. Các lực lượng hải quân, không quân, quân đội của phía Trung Quốc đã được triển khai theo dõi và xua đuổi một tàu chiến của Mỹ và ngay lập tức đã làm cho Hoa Kỳ với cả Bắc Kinh xảy ra đụng độ đầy căng thẳng. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình trên Biển Đông đang vô cùng căng thẳng khi Mỹ, Trung liên tục ăn miếng trả miếng trong những ngày vừa qua. Tàu chiến của Mỹ thì vừa bị không quân hải quân của quân đội Trung Quốc xua đuổi tại quần đảo Trường Sa. Thì hôm nay, lực lượng hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ mang tên Hạm đội Thái Bình Dương đã nhất quyết thách thức Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Tờ báo CNN của Mỹ cho biết chính quyền ông Joe Biden đang nói rằng sẽ ủng hộ chính sách người tiền nhiệm Donald Trump về việc bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền như con đường lưỡi bò và vấn đề lịch sử mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận đối với cả Biển Đông. Hãng Reuters, một trong những hãng tin rất nổi tiếng của Mỹ cho biết,
Thông tin từ Bộ Quốc phòng của phía Trung Quốc cho hay, lực lượng này đã vừa xua đuổi một tàu chiến của Mỹ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, trang mạng hạm đội 7 Hải quân của Mỹ vừa thông báo tàu khu trục mang nhãn hiệu USS Curtis Wibu đang tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị một dàn tàu hung dữ của phía Trung Quốc bao vây, xua đuổi, khiến cho Bộ Quốc phòng của Mỹ vô cùng tức giận. Vụ việc trên diễn ra đúng vào ngày mà đánh dấu 5 năm tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết bác bỏ toàn bộ những yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Trước dịp này, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã đưa ra tuyên bố ủng hộ việc ông Donald Trump hồi năm ngoái đã bác bỏ hầu hết những yêu sách hàng hải quan trọng mà Bắc Kinh đưa ra đối với cả Biển Đông. Hãng tin ABC đã dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken tuyên bố rằng không ở đâu mà trật tự hàng hải dựa theo luật pháp quốc tế lại bị đe dọa lớn như là tình hình ở ngoài Biển Đông. Thông điệp này tương tự như ông Mike Pompeo phát biểu trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ, đương kim Ngoại trưởng Mỹ. Ông Antony Blinken đã cáo buộc thêm rằng Trung Quốc đang tiếp tục ép buộc và đe dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa quyền tự do hàng hải trên con đường toàn cầu quan trọng này. Mỹ tái khẳng định chính sách liên quan đến các tuyên bố chủ quyền hàng hải trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã đề cập lại tuyên bố của ông Mike Pompeo, một người rất thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump, khi tuyên bố rằng Trung Quốc đang làm những điều vô cùng tồi tệ và sai trái ở khu vực Biển Đông và chúng ta cần phải mạnh tay để gia tăng áp lực cũng như là trừng trị Bắc Kinh. Nếu không, Trung Quốc được đằng chân lân đằng đầu. Khi đó, Biển Đông sẽ là vô cùng nguy hiểm. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, chúng tôi, những người Mỹ đang cố gắng hết mình để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ các đồng minh và đối tác của mình, và chúng tôi đang tiến hành một cuộc tấn công để bảo vệ vùng biển này trước những mối đe dọa đến từ phía Trung Quốc. Sau khi phát hiện ra một dàn tàu hung dữ có máy bay chiến đấu của phía Trung Quốc đi theo bảo vệ đang hoạt động trái phép tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Cùng ngày, trả lời nhanh tờ báo CNN, Thủ tướng Nhật Bản ông Suga Yoshihide nói rằng Nhật Bản ủng hộ Mỹ, ủng hộ Nga và ủng hộ Liên minh châu Âu ra tay trừng phạt Trung Quốc bởi chỉ có như vậy vùng Biển Đông mới được bình yên. Còn nếu như chúng ta thờ ơ, lơ là, chủ quan thì chắc chắn vùng biển này sẽ bị Trung Quốc thôn tính. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, Mỹ kêu gọi Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của 10 nước trong khối ASEAN như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar hãy mạnh tay đưa ra những phán quyết quan trọng để trừ khử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, 5 năm qua cho thấy rằng luật pháp quốc tế dẫn đầu là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc là một trong những luật pháp rất công bằng tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những luật pháp đó để đè lên các nước trong khu vực để đưa ra những yêu sách chủ quyền phi pháp và Trung Quốc dường như là đang lộng hành tại vùng biển này. Chắc chắn trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ còn gây hấn với cả nhiều nước trong khu vực. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Và liên quan tới những tình tiết đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị và các bạn thông tin mới nhất, chính xác nhất trong các bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.